Andre Onana đã nhanh chóng xác nhận vai trò quan trọng của mình trong khung thành của Manchester United. Vào tối thứ Ba, đội tuyển Cameroon đã vượt qua vòng loại cúp các quốc gia châu Phi 2023 khi đánh bại Burundi với tỷ số 3-0, đảm bảo họ đứng đầu bảng vòng loại. Trước đó vào tháng 3, đội tuyển Morocco cũng đã xác nhận vị trí của họ tại vòng chung kết diễn ra ở bờ biển Nga. Tuy nhiên, điều này có thể là tin xấu đối với Manchester United, vì họ sẽ mất thủ môn Andre Onana và tiền vệ Sofyan Amrabat ít nhất vài tuần khi AFCON diễn ra từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm sau. Andre Onana đã trở lại đội tuyển quốc gia sau khi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh bị huấn luyện viên Rieger Burst song trục xuất khỏi đội tuyển trước đây sau khi chỉ trích chiến thuật chơi bóng dài của ông. Phản ứng của Onana ban đầu là tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, nhưng sau đó anh đã thay đổi quyết định sau khi hòa giải với huấn luyện viên của mình. Tùy thuộc vào thành tích của mỗi đội tuyển tại AFCON, nhưng nếu cả Cameroon và Morocco tiến xa ở giải đấu này, thì cặp đôi này có thể bỏ lỡ tổng cộng 9 trận đấu cho Manchester United. Trong số đó, có 4 trận đấu ở Premier League gặp Tottenham Hotspur, West Ham và Aston Villa. Họ cũng có thể bỏ lỡ 2 lượt trận bán kết cúp liên đoàn nếu Quỷ Đỏ vào đến vòng đấu đó. Đội bóng còn phải đối mặt với 2 trận đấu ở vòng 3 và 4 FA Cup trong thời gian diễn ra AFCON. Ngoài ra, nếu thầy trò huấn luyện viên Ten Hag vượt qua vòng bảng Champions League, thì trận lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng diễn ra chỉ 2 ngày sau trận chung kết AFCON. Điều này có nghĩa là hoặc Onana hoặc Amrabat sẽ khó có thể thi đấu nếu đội tuyển của họ cùng vào chơi trận cầu quyết định này.